Một lần nữa xin chào mừng quý vị đến với chương trình tuyển lựa tài năng. Chương trình tuyển lựa giọng ca vàng Houston 2016 lần đầu tiên có mặt do Apple TV 55.4 tổ chức. Giám đốc điều hành, bác sĩ Nancy Mai. Giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Hoàng Văn. Thành phần ban giám khảo, nhạc sĩ Viễn Phương. Đi thi cái gì vậy? Thi mà không thuộc bài là không là hỏng rồi. Nhạc sĩ Phan Thanh. Hát như thế nào để mà ban giám khảo thấy được? Nữ ca sĩ Kim Phượng. Cần phải tập trung lúc hát, không có lo ra. Ok. Chỉ có trên ABTV 55.4. Dạ, em tên là Hà Thu, số báo danh 19, em đến từ Houston. À vâng, và kính thưa quý vị, chúc mừng em trước để mà từ ở Việt Nam qua định cư ở tại Hoa Kỳ này. Hy vọng là lát tí nữa Thanh Thanh sẽ chúc mừng Hà Thu, nếu mà được vào trong vòng trong, hy vọng là Hà Thu cũng sẽ có được một cái thẻ xanh. Hôm nay em tham dự bài hát Không Tên số 2 của nhạc sĩ Vũ Thành An thuộc dòng nhạc trữ tình. Wow. Thì giờ Hà Thu có thể hát một chút xíu để mình bằng quý vị nghe thử cái giọng hát như thế nào, không cần phải hát cái bài mình dự thi. Ra phố hôm nay thấy buồn lên mắt, trời chiều mang mát như gọi niềm thương, chờ người yêu đến cùng chung ngõ hồn với vòng tay xanh đón mời cho đời lên ngôi thần thánh. Wow. Kính thưa quý vị thấy là cuộc thi lần này phải nói là tất cả những thí sinh rất là nặng ký quý vị. Tất cả những dòng hát Thanh Thanh cảm thấy là đây là những dòng hát tương lai. Mà Thanh Thanh thấy là quý vị thấy là hát là quý vị là thấy là mê hồn rồi đó. Mà cái bài Không Tên số 2 nó sẽ còn rất là nó mùi như thế nào. Thì bây giờ Thanh Thanh sẽ mời tất cả quý vị bước vào bên trong để xem phần dự thi của Hà Thu. Đỗ Xuân Hà Thu với nhạc phẩm bài Không Tên số 2 của nhạc sĩ Vũ Thành An. Xin em gửi lời chào khán giả và ban giám khảo. Em tên là Hà Thu, số báo danh số 19, đến từ Houston. Xin gửi lời chào đến quý khán giả của đài ABTV Houston và xin kính chào ba vị giám khảo. Em xin phép trình bày bản bài Không Tên số 2 của nhạc sĩ Vũ Thành An. Vâng, xin mời em. Lòng người như là úa trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đấy. Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm. Ngày nào ấn cân trao thân, tìm trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô đường tìm chớ vơ, đến cho nhau lời nói trên đời này yêu người. Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều, đời thôi sẽ còn mai sau. Thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa tiếc mà chi.
Đời một người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo. Em xin cảm ơn. Rồi, xin mời sự đóng góp cho ý kiến của nhạc sĩ Viễn Phương. Cái giọng của Hà Thu đẹp lắm, truyền cảm tốt lắm, rất là mất bình tĩnh, bữa nay khớp rất nhiều, lúc đầu thấy rõ. Bởi vì cái phần đầu là suốt mấy cái nốt đầu bị phô hết, gần như muốn lạc tông luôn. Sang nửa bài về sau thì bắt đầu bình tĩnh trở lại, thì hát nó đi nó trúng trở lại. Cũng khen Thu Hà một cái là có chuẩn bị về cả bài hát cho tới cái phong cách trình diễn. Tuy nhiên bởi vì về kỹ thuật thì chưa có được kinh nghiệm nhiều, cho nên cần phải trau dồi thêm về kỹ thuật mà thôi. Nhưng ở cái vòng này thì với tôi thì ok. Dạ, em xin cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, em bước lên sân khấu là chị thích liền. Em có một sự trang bị một kịch rất là... Mà chị không biết là ở ngoài em có đi hát thường không? Có đi hát với chương trình hát với nhau không? Dạ có. Có phải không? Dạ. Cho nên em có vẻ dạng dĩ sân khấu. Và chị nghĩ là cái giọng em rất là cao. Cái bài này em bắt tông đối với em là còn hơi thấp. Em còn có thể cao hơn nữa. Và chắc chắn là sau cuộc thi này là anh nhạc sĩ Viễn Phương sẽ mời em về ca đoàn. Vì giọng em rất là tốt. Nhưng mà với chị thì... Lấy điểm được hai giám khảo rồi đó. Chị rất thích giọng hát của em cũng như tất cả những cái phong cách của em. Dạ, em cảm ơn chị Kim Phượng ạ. Dạ, em mời nhạc sĩ Phan Thanh. Vâng, xin chào em. Dạ, em xin chào. Thì nói chung là cũng giống như nhạc sĩ Diễm Phương và ca sĩ Kim Phượng, em rất là tốt, giọng hát em rất tốt. Thì không có gì hơn là chúc mừng em nếu em được đi tiếp tục. Cái chuyện đó là nếu gì nữa, bắt buộc rồi. Dạ, xin em... quý vị giám khảo cho biết ý kiến thẻ xanh, thẻ đỏ. Dạ, em biết thẻ xanh hết rồi. Em xin chia sẻ chút xíu là tại vì em dạ, mới từ Việt Nam qua được 2 tháng á. Wow. Dạ, cũng vô tình là biết đến chương trình này cho nên là cũng liều mạng tham dự luôn. Cái này á, cảm ơn cái thành thật. Nhưng mà cái này nếu mà khai cái này ra, hồi đầu tôi nghe tôi tưởng rằng ở đây lâu rồi, bởi vì thỉnh thoảng có những chữ nó lơ giống như là người ngoại quốc tương hát tiếng Việt. Mới sang mà tiếng Việt như này thì trừ điểm ạ. Dạ, đúng là như vậy. Thành thử ra. Dạ, trừ một điểm nhưng mà là cho thêm 5 điểm về không sao, anh điểm thành thật ạ. Anh sẽ còn có cơ hội trừ rất là nhiều không, ở trong vòng sau. Nhưng phải có cơ hội trừ. Không, bây giờ là... Sợ thì tôi nói là bởi tôi thích cái giọng này. Cho nên tôi đóng góp ý kiến của tôi. Dạ, em xin ghi nhận. Cho nên... Bây giờ thì tôi hôm nay tôi sẽ cho đi tiếp kế, nhưng mà lần sau là riêng về cái phần phát âm phải đúng. Ok. Yeah. Một thẻ xanh, chị Phượng. Thẻ xanh của chị đâu? Khó khăn. Thẻ xanh của chị đâu? Em xin ép buộc. Em xin cảm ơn. 3 thẻ xanh dễ dàng. Xin chúc mừng em. Đến nhận passport kìa em. Giỏi quá ta. Rồi, không biết là sau khi mình thể hiện cái phần dự thi của mình rồi, bây giờ mình còn có hồi hộp nữa hay không? Dạ còn chị ơi, em tưởng là em không run mà em run quá trời luôn. Em ra bị thấp hơn một đồng so với trước em tập. Và hy vọng là Hà Thu sẽ tiếp tục may mắn như vậy cho tới cái vòng chung kết.
một lần nữa xin cảm ơn Hà Thu cũng như là chúc mừng Hà Thu đã có thẻ xanh. Bây giờ Hà Thu có thể giơ thẻ xanh của mình lên cho mọi người xem rồi. Nhìn xa phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa, nếu hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai còn mang yêu thương rắc lên muôn vạn oán hơn. Ngày xưa thí dụ như tôi với mấy người bạn cũng ngồi với nhau vậy rồi lấy muỗng đũa rồi ra gõ hát đó, thì nó ok. Ngay ở trong ngày xưa tôi ăn nhậu mà tôi hát với bạn bè mà tôi hát trật vậy nó còn la tôi đó. Chỉ có trên ABTV 55.4.